Ngày xưa lang bang sữa đậu nành, ngày xưa lang đạp chiếc xe màu xanh. Lang chính lang ngày xưa đó, cũng bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Đời cha lang cũng bán sữa đậu nành, đời lang thì đạp chiếc xe màu xanh. Cha với lang cùng một thứ, cùng bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Rồi một hôm tôi gặp nàng, nàng bán sữa đậu nành ở tận ngã tư Hàng Xanh. Tôi thấy em đẹp tôi mến, rước em về đêm đêm mình tình tan. Ngày xưa tôi có một nhà hàng, ngày xưa lang nghèo đói lang thang. Tôi thấy lang đẹp tôi khoái, rước lang về đêm đêm mình tình tan. Từ khi lang bước vào nhà hàng là tôi gặp lắm gian nan. Lang thấy tôi già lang chang, bán nhà hàng lấy tiền lang theo trai. Lang thấy tôi già lang chang, bán nhà hàng lấy tiền lang theo trai. Những rắn sao ăn kẹo dừa, bùm bùm bùm. Rồi chào đại gia đình nha. À Sơn Sàm đây. Ôi hôm nay lại quay trở lại cái chuyên mục chăm sóc em lang của tôi nha. Rồi bởi người ta nói giang sơn thì dễ đổi mà bản tính khó dời bà con mình ha. Mới lên khóc lóc rồi in ỏi các kiểu á, nói là tôi là xin tạm dừng rồi xin này xin kia ha. Rồi nghe nói bây giờ sắp ra tòa rồi cũng ăn năn là hối cải đồ ha. À, rồi bây giờ cái tiếp tục mới đây cái lại lên du khống tiếp nữa. Ây da da, khổ ghê, không biết con này nó có động cơ gì á mà bây giờ tiếp tục lại thanh tra rồi cái hoạt động của công ty cổ phần Đại Nam luôn quý vị đó, rồi thanh tra luôn cả quỹ Hằng Hữu nữa. Ây da da, nhắc tới em lang này cái tôi ho luôn. À, đây quý vị. À, đây. Thiện nguyện là phải từ tâm. À, dữ không? Dữ dàng không? À, ghê gớm không? Gớm ghê không? Bởi tôi nói với những con người này mà nó tấn công vào cái quỹ Hằng Hữu hay Đại Nam, nó đều có mục đích. À, hoặc là nó phải có cái gì đó, nó phải có lợi gì đó, hoặc nó phải có tiền, có bạc, nó có cái gì đó nó mới làm hoài. Không? Nó không có chịu buông tha đâu quý vị. Đó, mấy hôm nay nói là ô sao Hương Quảng Châu tấn công tôi, dân mạng tấn công tôi, người này nói người kia nói, giờ tôi không dám ra đường nữa. À, lại lên tiếp tục. À nè, bài số 5, thiện nguyện là phải từ tâm. À, theo kết luận thanh tra số 2735 UBND ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, cùng với các vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, chấp hành quy định pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết luận kiến nghị sau thanh tra công ty cổ phần Đại Nam có những vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường và tài nguyên nước. Điều đáng nói là theo nội dung kết luận thanh tra, các khoản kinh phí làm từ thiện xã hội của công ty cổ phần Đại Nam đó, từ 2009 đến 2013 đều được hạch toán vào chi phí quản lý, không phải được trích ra từ lợi nhuận sau thuế. Hay già già, quỹ từ thiện Hằng Hữu bị đóng là do chính Nguyễn Phương Hằng xin đóng, bị làm ăn thua lỗ. À, nó cứ lên bây giờ lại lên nói nữa, quý vị thấy không?
Hôm trước á thì quý vị biết rồi, quý vị đã từng nghe cái phát ngôn của bà Diệp già. Bà Diệp già bà nói bà học lớp 2 à, bà có biết gì về oxy, về nồng độ, về cái thành phần hóa học hay là thành phần gì đó, đâu biết đâu. Nghe người ta nói cho cá thở lên, chửi khơi khơi người ta cá thở đó, thì là có người xúi dục bà, đúng không? Bà con nghĩ ông Lan này nó biết gì mấy cái vấn đề này không hả? Xấu gì nóng gì nguội mà. Ông Lan này nó biết gì về cái môi trường, rồi tài nguyên, rồi thua lỗ, rồi có những cái công thanh tra, kết quả, kết luận thanh tra, rồi lợi nhuận sau thuế, rồi này nào. Nó biết không? À, làm gì mà nó đủ trình độ để mà vô đó nó biết quý vị. À, cái này có ai đưa bơm cho nó ném á. Nó ném xong cái là không biết gì, cái nó đại, nó bô bô lên đó. Rồi mày ăn cho mà hết nha. Đó, mày nói Đại Nam mà nợ mấy chục ngàn tỷ nè. Đó, rồi à, Đại Nam nhượng quyền cho chủ khác nè, rồi à, bây giờ đã gì là ABC tùm lum tà la nó còn đầy ở trên đó. Bây giờ ra tòa là lo mà đương đầu với những cái đó nha, những cái phát ngôn của mình. Đó, cái đó chưa xong, ba cái chuyện đó chưa xong thì bây giờ lại tiếp tục lại tung tin nữa lên. Tiếp tục lại tung lên đây nữa cái vụ về thua lỗ môi trường và cái gì thanh tra rồi kết luận rồi rồi quỹ hằng hữu rồi làm ăn thua lỗ gì tùm lum đó. Không biết cái gì về điện mà cứ đáy vô cầu chì hoài vậy Lan. Lan lo đi, tôi không hiểu con này nó có động cơ nó gì mà nó đúng là nó cùi, nó không sợ lỡ hay sao quý vị đó. Bà Diệp già thì bây giờ quay xe rồi đó quý vị, thấy không? Diệp già bây giờ rất là thành khẩn, rất là ăn năn hối cải đó, và bây giờ sẵn sàng khai ra hết với cơ quan chức năng luôn đó. Bởi tôi nói bây giờ này con này nè, nó bây giờ là nó cứ công ty Đại Nam làm ăn thua lỗ rồi đất đai các kiểu đó, rồi quỹ hằng hữu là hằng ni đó. Rồi cái thằng Phan Phong thì cái nhà máy oxy đó. Thằng Phan Phong cũng ngồi nói như đúng rồi, Phan Phong hôm qua lên ngồi mấy cái clip mà tôi chia sẻ lại đó quý vị, ngồi nói nồng độ 99%, nồng độ này là nồng độ gì, có tốt cho người bệnh hay không, rồi cái lô hàng này mua ở Trung Quốc về là tại sao là Đại Nam là sản xuất là gì vậy đó, nói liên thiên. Trình độ thì học cấp 2 ha, trình độ thì học cấp 2 chưa biết gì mà cứ nói hoài ha. Bà con thấy tôi sầm sàm vậy, với tôi không nói thôi, tại vì tôi không chắc tôi không nói ha. Hồi trước là ông Thủy già, ông Thủy Trọc, ông ngồi ông lên ông thách đố tôi lần rồi, ông thách đố tôi xô ra cho ba cái bạn đại học à, bạn đại học tôi có đầy đây nè mà tôi không dám nói biết gì đâu nói, đúng không? Nó không phải chuyên môn của mình sao mà nói đó, mà nói tụi bậy tụi bạ là lấy rổ đựng răng nữa đó. Mà đằng này mấy ba mấy má mới học có lớp 2 à đó. Rồi học chưa biết tới nơi tới chốn mà không mà dám đi phân tích nồng độ oxy, dám đi phân tích cả một cái dây chuyền công nghệ sản xuất của người ta, một cái tập đoàn lớn như thế. Quý vị biết không, một cái tập đoàn lớn như thế thì cái đội ngũ kỹ sư rồi cái đội ngũ mà gọi là bên kỹ thuật người ta là bao nhiêu con người, đúng không? Ngồi đó mà phân tích, cầm đèn mà chạy trước ô tô đó. Tự nhiên hôm nay tôi thấy con Lan lên cái bài này cái tôi nóng máu đó, mà không biết là có không biết có mà tôi nói là nó xấu với nóng dây nguội mà quý vị không nghe. Đây tự nhiên cái đăng cái bài là Đại Nam thua lỗ, đăng cái bài Đại Nam thua lỗ mà đi kèm với cái tấm hình là Võ Minh Điền Điền Võ với lại mấy youtuber tới nhà tấn công của bà nội này ha. Không liên quan, tự nhiên nói mà cũng về vấn đề, nói về một cái vấn đề Đại Nam làm ăn thua lỗ, quỹ hằng hữu rồi làm ăn thua lỗ, mà để cái hình ảnh không liên quan, để hình ảnh là Điền Võ với lại mấy đàn em gì mấy youtuber đi lạng lạng trước nhà, là muốn nói gì qua cái thông điệp này, hay là bị manh manh mát mát khùng khùng, đúng không? Hay là giờ cái người ta đưa cái gì cái đăng cái đó, người ta nói bây giờ em đăng cái này đi cái kia, mà thậm chí chả biết gì, nói thì chả có một cái thông tin nào cả, nói không có một cái dữ liệu nào cả, đúng không? Người ta thua lỗ hay người ta này nọ các kiểu, cả một cái doanh nghiệp lớn như Đại Nam thì không có tới quyền, không có tới lượt em Lan đây nói chuyện, đúng không? Người nhà nước mình, cơ quan chức năng mình có thanh tra, đúng không? Có rất là nhiều cái ban ngành đoàn thể, có nhiều cái cơ quan chức năng liên quan đến cái vấn đề đó, đúng không? Thua lỗ hay không, hoặc là có gian lận thuế má hay là cái như này như kia thì có đoàn thanh tra người ta thanh tra hết hàng năm mà, hàng kỳ mà, đúng không? Đó, rồi cứ
rồi bây giờ đi lên tung tin là Đại Nam sang chủ mới rồi các kiểu, rồi nợ bao nhiêu, rồi đi này kia kia nọ các kiểu. Nó những cái đó mai mốt ra tòa người ta mở lên, quý vị hiểu không? Quý vị hình dung với tôi biết là cái lúc mà tranh luận á, đó, luật sư người ta cho mở clip lên tại tòa đó, người ta hỏi có không, đó, nhận đi có nói không, ai là người phát ngôn này, có phải chị không, chị dựa vào đâu chị nói những cái lời này, đúng không? Đó, ăn cho đủ luôn đó. Rồi như cái thằng Phan Phong cũng vậy, đó, ngồi phân tích oxy rồi các kiểu mà nói tầm bậy tầm bạ không à, đó, rồi người ta mở lên, đó, có phải giọng anh nói không, tại sao anh dựa vào đâu anh nói cái này, đó, anh dựa vào đâu anh nói cái oxy này là hại người, đó, trong cái mùa dịch vừa qua biết bao nhiêu người được cứu sống không, đó, anh có biết không, rồi ngồi đó mà nói liên thiên bởi tôi nó, ai da da khổ ghê. Rồi bây giờ có một cái clip nữa là cũng của bà Diệp luôn ha. Clip này là clip đầy đủ và chi tiết nhất. À, bà Diệp có khai ra tất cả cái đường dây mối nhợ làm sao ha. À, Thanh Trần với Hằng Ni á, kêu quá tạo tài khoản sao ha. Nộp tiền vô trong quỹ hằng hữu làm sao. Đó, đầu tiên sao add bà vô group sao. Đó, vô nhóm vô đồ sao. À, này là clip mới nha. Đó, bà Diệp có khai hết trơn. À, bây giờ tôi đưa cái clip này lên cho quý vị coi ha. Coi cái clip này là mới thấy cái tổ chức này nó đáng sợ như thế nào nha. À, rồi ok. À, xin quý vị cho em 30 giây để em quảng cáo nhẹ cái. 30 giây thôi nha. Biết quý vị thấy quảng cáo là khó chịu nhưng mà thôi em bán hàng thông cảm nha. Công việc của em. Ở trong Zalo này em có bán rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tất cả là hàng Nhật chất lượng nha. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình cái quạt huyết dưỡng não Yonosi đây. Đây quạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật đây. À, cái này là cô chú anh chị mình bị hay đau nhức, cái bị trên đầu mình nó hoa mắt chóng mặt này, tê tay tê chân này đó, rồi nó bị đứng lên cái đầu óc mình nó tối thui, nó xoay vòng nó hay bị nhức đầu quý vị đó, mất ngủ nè, rồi rối loạn tiền đình nè. Thì cái này là quạt huyết dưỡng não Yonosi, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, cải thiện giấc ngủ, cải thiện trí nhớ đó, và cái rối loạn tiền đình quý vị đó, hỗ trợ rất tốt nha. Hàng này hàng cao cấp của Nhật Bản luôn đây đó, tất cả hàng chuẩn đàng hoàng, các anh chị yên tâm ha. Đây đó, thì một hộp này 300 viên, hộp này em bán 3,5 triệu nha, 3,5 triệu bao ship ở Việt Nam, các anh chị ở nước ngoài thì em tính thêm phí ship nha, em có gửi hàng đi nước ngoài nữa. Rồi các anh chị liên hệ Zalo, kết bạn Zalo để mua hàng ủng hộ em nha. Rồi đó là em bán hàng một chút xíu thôi, quý vị thông cảm nha. Rồi bây giờ quay qua cái vấn đề drama tiếp tục, quý vị xem qua cái video clip này là quý vị biết là cái đường dây mối nhợ nó như thế nào ha. Đó, Diệp Già là khai chi tiết hết, mấy hôm nay là Diệp Già rất là tích cực phối hợp nha, tích cực phối hợp với anh em YouTuber cũng như là cơ quan chức năng đó, và sẵn sàng là đấu chứng tại tòa luôn đó. Hình như là tôi thấy là Diệp Già cũng đang muốn lấy công chuộc tội rồi ha. Rồi xin mời quý vị chúng ta xem qua cái clip này, xem qua cái là chúng ta biết được cái sự ghê gớm của cái tổ chức này. Thanh Trần nói với tôi là chị phải mua cái thuốc thì nó mới mạnh được, chị mua bình lọc thiên hương hay thiên vương gì đó đấy, nhưng tôi không vô, họ có ấn thì vô ổ nhóm, tôi ấn rời ra rời nhóm, tôi không biết ấn, tôi nhờ người khác làm. Tôi rời nhóm, tôi không có vô bất cứ một nhóm nào đó. Và điều cái một điều là khi tôi tin tưởng Trần Văn Sĩ Hàn đi, là ông Kim Mao giới thiệu tôi nói là Hàn đi là một người chính trực kia nọ mọi thứ đó, là ông Kim Mao rất tôn thờ Hàn đi, và Thanh Trần thì rất tôn thờ Trần Văn Sĩ đó. Vì tôi biết rằng là Trần Văn Sĩ là nếu mà Thanh Trần gọi không được là nhờ tôi gọi để còn đưa hai người có như là giao tiếp thế nào trên điện thoại của họ thì tôi không được biết. Vì tôi nói rõ là tôi không muốn vô thì tất nhiên là tôi không có bằng chứng, và hiểu vấn đề thì tôi hiểu rất rõ về cái băng nhóm này có tổ chức đàng hoàng. Vì nha anh chị em thấy không, nguyên một cái rút của những người mà đang bênh Thiền Am nhảy vô sau Thiền Am á, là những group kênh mà tôi đã đặt tên kênh của tôi, là những người đó nào Miss Ba nè, Nam Lâu nè, nhiều lắm, tôi liệt kê mà trong cái Zalo của tôi cơ, thì tôi không mang thẻ tại sao tôi không biết, tôi không đọc được, tôi sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng sau. Thanh Trần, luật sư Thanh Trần gặp tôi và có nói tôi là hoạt động như thế nào để bắt sao kê quỹ hằng hữu đó, là thì luật sư Thanh Trần nói rằng là cái vụ này mà để kêu gọi để mà sao kê quỹ hằng hữu là có nguyên là có ông Trần Văn Sĩ và có Hàn Ni và có Thanh Trần để kêu gọi mọi người. Tất nhiên là mỗi người bỏ vô ít nhiều cũng được, 1-2 triệu gì đó thôi, 1-2 triệu, 1-20 ngàn cũng được, để đấy, yêu cầu phải để yêu kê. Cầu để yêu cầu là phải sao kê đó. Thì tôi với Thanh Trần mới đặt vấn đề cho tôi là mua 10 cái tài khoản đấy, và bỏ trong đó đưa cho tôi 3 triệu đồng tất cả
là mua mấy cái tài khoản. Được tổng còn tôi muốn bỏ bao nhiêu tùy với tôi, miễn là bỏ trong 10 cái tài khoản này rồi và bỏ đúng ngay quỹ hàng hữu. Rồi, ok. Rồi quý vị ha, ở trong này thì quý vị nghe là cái này là dài lắm mà tôi cắt khúc thôi ha, là nó nguyên một ổ hết trơn luôn đó. Kim Mao TV Hoàng Ngọc, anh Kim Mao đó là thằng bẫy gà đó ha, đó nguyên một đùm hết, đi ăn đi nhậu thè lè luôn đó, ôm vai bá cổ chụp hình các kiểu, rồi còn có con Hoàng Kim Dung nữa, rồi bà Thanh Trần này nữa. Mà bà Thanh Trần này là giống như là người là cái mắt xích này quan trọng nhất nha. Hôm trước tôi cũng làm một cái video clip tôi nói về cái nhân vật này rồi đó. Cái mắt xích Thanh Trần là mắt xích cực kỳ quan trọng đó. Nếu mà khai thác cái này thì sẽ ra rất là nhiều, bà này bà chỉ đạo nhiều thứ lắm à, mà cơ quan chức năng chắc là người ta cũng sẽ làm việc thôi, yên tâm không có chạy đâu cho thoát hết. Rồi Phan Phong Thám Tử Cao, vợ chồng Lê Minh các kiểu nè, Nam Râu rồi nè, nó y một đùm ở trong đó hết quý vị. Hình như là có một group rất là lớn luôn đó, và theo như lời của Tony Phạm á, thì trong cái vô trong cái group này thì có rất 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 nhiều người, và trong đó có những người nổi tiếng nữa nha. Đó, cái này thì phải chờ cơ quan chức năng người ta làm việc đó, mình bây giờ phải chờ kết luận. Đó, theo lời Tony Phạm thì nó có rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nữa, rất nhiều đó, họ đưa ra những thông tin, họ soạn ra những cái bài viết đó, để mà đánh phá vào Đại Nam Quỹ Hàng Hữu cũng như là vợ chồng ông Dũng Bà Hằng. À, quý vị thấy rằng cỡ như bà Diệp Già, cỡ như con Lan thì nó làm gì nó có được những cái bài viết dài mà nói về đất đai, về khu công nghiệp, về này về kia, đúng không? Nó viết còn sai lỗi chính tả, mà nói câu trước câu sau không liên quan, mà xấu gì nóng dây nguội, mà trình độ văn hóa không có, hành văn làm gì mà được mà nó suôn sẻ như thế. Chứng tỏ là có người soạn cho tụi nó lên đó, kiểu gì đó, nhìn là tôi biết cách viết của nó là biết mà, đúng không? Dài lắm. Đó, cho nên các anh chị mình yên tâm, hãy chờ đợi sự phối hợp của cơ quan điều tra cũng như là bà Diệp Già, rồi Tony Phạm, rồi các kiểu ha. Sắp tới có những cái tin vui đó, họ sẽ bắt đầu là moi ra từ từ đó. Nếu mà có cái tổ chức này tổ chức kia thì sẽ rất là có lợi cho bà Nguyễn Phương Hằng, cực kỳ có lợi luôn nha quý vị đó. Tại vì người ta sẽ xét rất là nhiều góc độ nữa, chính vì vậy mà cái phiên tòa này nó chưa thể diễn ra đó, thì tôi thấy cũng đúng thôi. Luật sư thì cũng chưa tiếp cận được nhiều hồ sơ đó, và liên tục có những tình tiết mới, nó tình tiết mới nó xuất hiện liên tục, thì gió nó sẽ thay đổi, gió nó đổi chiều quý vị đó. Thì nếu mà càng ngày nó càng có những cái tình tiết có lợi cho bà Hằng thì mình phải hy vọng chứ, đúng không? Mình phải cứ chờ đi, từ từ xe thùng xe bít bùng lên hết đó. Và trong cái những người mà tố cáo, những cái người mà đấu tố với lại bà Phương Hằng, ông Dũng á, không ngẫu nhiên mà họ bắt ông Sĩ với bà Hằng đi đâu quý vị. À, ha. Từ cái lời của Diệp Dài mình có thể suy ra được rằng khi mà họ bắt tạm giam hai người này thì hai người này là có cái gì đó rất là quan trọng đó, hai cái người này là cũng là một cái đầu mối ở một cái nhánh nào khác đó. À, cho nên họ mới bắt liền, còn mấy người kia cứ để đó từ từ ha. Nói giỡn chứ quý vị, thực ra là những cái YouTuber như bà Diệp Dài hay là Tony Phạm đồ đó, thì muốn quay xe, muốn cung cấp những cái thông tin cho dân mạng cũng như là cơ quan chức năng đó, là mình cũng hy vọng rồi có những cái làn sóng, rồi có những cái trend như thế thôi ha. Bà con mình khắp khởi mừng thầm rồi các kiểu, mình cũng là một cái tin vui, nhưng mà tôi nghĩ thì những cái đó cơ quan chức năng người ta đã có từ lâu rồi, đúng không? An ninh mạng mình không có gì qua mắt được ha. Cơ quan chức năng người ta rất là giỏi, người ta biết hết đó. Chắc có lẽ là người ta đã biết từ lâu rồi đó, chứ không đơn giản mà tự nhiên họ bắt bà Hằng này với ông Sĩ đâu đó. Tại sao họ chưa bắt những người khác mà họ bắt hai người này? À, chứng tỏ có cái gì đó là rất là ghê gớm ở trong này ha. À, họ đã biết trước được điều gì đó rồi. À, quý vị, à, tôi hoàn toàn tin tưởng vào bên phía cơ quan chức năng người ta làm việc. À, cứ đợi đi quý vị, đợi một thời gian ngắn nữa thôi thì cái vở kịch này nó sẽ hạ màn ha, không có lâu nữa đâu. Rồi cuối video clip thì Sơn Sào cũng xin giới thiệu một vài sản phẩm của mình nha, xin mời cô bác anh chị mình xem qua. À, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn nha. Rồi xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe, làm đẹp, ok. Thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều, đó, gan nhiễm độc. Và đặc biệt là sơ gan, men gan cao, viêm gan B và
nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á, là gì, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3,5 triệu nha, bao triệu 3,5 triệu miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày cô qua đây đó. Cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ở nóng, ở chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi thì một hộp này là 300 viên đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên, thì mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn đó. Cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn, 750.000 dạ dày cô qua này, 750.000 nha quý vị đó. Rồi tiếp theo là gì, đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè. Đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên. Hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2,150 triệu, 2,150 triệu nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng rồi nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Đó, không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi một liệu trình là xuống được 6-10 kg nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2,6 triệu, 2,6 triệu nha quý vị. Đó, 2,6 triệu. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè, rồi phế hư nè, rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó, cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2,850 triệu, 2,850 triệu nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. Đó, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha, chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè, đó những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè, đó thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, nó hỗ trợ rất tốt. Sụn cá mập 6-1 nha, hộp này 300 viên luôn. Đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi 3,750 triệu nha. À, rồi tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn, hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não, à, cái này ai cũng bị nha, đứng lên đầu óc mình nó quay vòng đó, hoa mắt, chóng mặt đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái gì hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3,5 triệu, 3,5 triệu nha, 300 viên. Rồi tiếp theo là gì, GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm, à, thì đây cái này là thảo mộc, thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi hộp này uống 2 tháng, 1,750 triệu, 1,750 triệu. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em, à, từ 5-12 tuổi, một liệu trình là 3 hộp, hỗ trợ về canxi, tăng chiều cao. Đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bonbon đây, cái này là 1,750 triệu, 1,750 triệu nha. Đó, rồi Natokinase đây, cái này là siêu phẩm nè, siêu phẩm nè. Đó, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha, mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi một hộp này là 300 viên, à, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi hộp này là 300 viên, 3,850 triệu, 3,850 triệu. Natokinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi 3,850 triệu. Rồi
Còn nữa quý vị, rồi đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha, dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bức rất khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó thì đây, cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó nó làm mát gan nè, đó da dẻ hồng hào nè, đó cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi cái này là 1.150.000, 1.150.000. Rồi tiếp theo là cái miếng giang chưng nè, đó miếng giang chưng thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước, nước ấm á, rồi mình lau khô đi, mình dán hai cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị. Đó, tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi 950.000, 950.000 đồng đó. Rồi và tiếp tục là cái nano trị gút, gút này, nhà nào mà có người thân bị gút, những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó, thì cái này là nano anserin trị gút này, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu, cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha. Đó, rất là tốt, mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%, cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống 1 tháng 90 viên đây, 2.1 triệu nha, 2.1 triệu. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bên Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.